đây là danh cắt của Hồng Môn mà. Đức đắc từ tiền, lai thệ nguyện, phản thanh phục minh ngã Hồng Anh. Để em đi. Đức đắc từ tiền, lai thệ nguyện, phản thanh phục minh ngã Hồng Anh. Frances, đừng bước tới. Frances, King, em xin lỗi anh. Anh nhất định phải giúp em cứu em của em. Frances. Frances. Chạy đi. Frances. Chết rồi, sắp sập xuống hết rồi. Anh bạn, không phải, tôi muốn nói chúng ta tiếp tục đợi như vậy cũng không phải là cách. Hay là chúng ta cùng đi được không? Chạy đi, chạy, mau, chạy lên, chạy đi, chạy mau đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, mau. Mau, chạy. Sao hả? Mọi người không sao chứ? Không sao. Francis đâu? Làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì đại bảo đan, có đáng không? Sao lại không đáng? Đại Kiều, em làm gì vậy? Đại bảo đan này dùng để cứu Edith. Không được bước tới, tôi giết anh ta ngay. Edith đã chết rồi, con có thể cứu cô bằng cách nào? Chỉ cần có đại bảo đan, Nasa sẽ có cách ngay. Cô nói dối thôi, vậy mà cô cũng tin. Bảo đan này còn phải cứu Jay nữa. Bảo đan. Ba canh giờ sau, Edith sẽ hồi phục tỉnh lại. Cô ôm chặt cổ đi. Có thân nhiệt của cô, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Những lúc này không thể cho ai tiếp cận Edith. Tôi và Thi Lãng sẽ ở xung quanh canh chừng.
Tìm suốt hơn 100 năm, cuối cùng ta cũng tìm được đại bảo đan. Thì ra viên đại bảo đan này lợi hại tới vậy sao? Uống đại bảo đan chẳng những công lực tăng lên, uống một viên ít nhất tuổi thọ cũng tăng hơn 100 năm. Cậu dọn dẹp đồ đạc giá trị, chúng ta chuẩn bị rời khỏi Hồng Kông. Dạ rõ. Sao hả? Không đành lòng sao? Đâu có, tôi chẳng qua bức thời lệnh tôi không nghĩ lại đi gấp như vậy thôi. Vậy cũng phải. Trước khi đi ta cũng còn một chuyện phải làm. Sáu tiếng rồi, sao cô chưa tỉnh vậy? Edith, Edith à, cô tỉnh đi, cô tỉnh lại đi, Edith. Cô ơi cô, xảy ra chuyện gì vậy? Edith, Edith rồi tỉnh lại đi. Edith, Edith à. Tại sao cô gạt tôi? Sao hả? Điện thoại của em chưa thông sao? Chưa. Có khi nào nó về nhà rồi không? Chúng ta về nhà tìm nó đi. Nè, hai người đừng có hòng bỏ trốn. Ngày nào chưa tìm được bảo đan đừng hòng rời khỏi cánh cửa. Con nhỏ nam tính này ăn nói kiểu gì vậy? Cô không tin chúng tôi hả? Chu Doanh Kiều là em của hai người, ai biết các người có cấu kết hay không? Nè nè, cô có nhầm lẫn hay không? Sao kỳ vậy? Cô nói lung tung quá. Đúng rồi, mỗi người nhịn câu đi. Ra nông nỗi này thực tế ai em không muốn. Đừng trút giận lên đầu họ nữa. Hai người này mặt mày gian xảo, thực tế là không đáng tin. Con nhỏ này, tôi cũng không biết cô là nam hay nữ. Nói cái gì hả? Tôi chính trực vô cùng. À, thì ra hai người cất giấu châu báu, còn nói bản thân chính trực. Thì ra vẫn còn kia. Mau nói đi, cái người còn giấu chúng tôi chuyện gì nữa? Vậy? Có phải dân thế chưa đủ phiền không? Chúng tôi định lấy chút quà lưu niệm, quên nói thôi. Phải, cái này không thể gọi là gạt được. Các người cứ nói lừa gạt khó nghe quá đi à, thiệt tình. Anh tưởng chúng tôi muốn cãi sao? Chúng ta chưa tìm được Chu Doanh Kiều, chắc chắn bảo đan tan thành mây khói rồi. Anh thấy tính sao? Cho dù bây giờ tìm được Doanh Kiều cũng vô ích thôi. Chắc chắn cổ mang bảo đan cho NASA. Ai... cũng như câu tiền vào tay lừa đảo, một đi không trở lại.